Kính thưa thính giả ở báo Sài Gòn Nhỏ Online và tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu tôi là Đan Nguyễn, Hội trưởng Hội Kinh kiến Việt Nam. Anh Dũng đứng bên cạnh của tôi là Dũng Phạm và là trưởng ban kỹ thuật của Hội Kinh kiến Việt Nam. Ngày hôm nay anh em của chúng tôi mượn những cái nghệ thuật của bonsai để làm một tiết mục gửi đến cộng đồng. Đây là những cái thành phần đất mà chúng ta dùng cho bonsai. Akadama là một loại đất sét của Nhật hoặc của Đại Hàn, 20% pumice và lava rock. Nếu mình có pumice rồi á thì mình không cần lava rock, mình dùng 30%. Mình qua cái này là cát, cát dùng cũng 30%, mà cát này là cát sông chứ không phải là cát biển. Mình có thể mua ở Home Depot. Họ ghi ở ngoài cái bao bì của nó là dùng cho tất cả loại mọi thứ, all purpose. Rồi qua cái này là potting soil. Potting soil thì mình có thể mua Home Depot cũng được. Potting soil là trong đó họ những cái lá cây, vỏ cây họ xay với nhau. Hoặc là nếu mình không dùng thích dùng potting soil thì mình cũng có thể dùng những cái loại gỗ nhỏ, mà cái xay nhỏ đó nhiều người hay trồng lan đó. Thì đó là những cái thành phần mà dùng cho đất trồng bonsai. Ở trong cái bucket này thì tôi đã ở pumice, cát và potting soil rồi. Còn cái này là Akadama đất sét thì sẽ trộn vào. Cái này chúng ta trộn đều lên hết. Đó là đất chúng tôi dùng cho bonsai. Và nhân tiện nơi này tôi xin giới thiệu sơ về Hội Kinh kiến Việt Nam chút. Là Hội Kinh kiến Việt Nam chúng tôi đã thành lập được cho đến hôm nay là 21 năm. Thì mỗi tháng chúng tôi có sinh hoạt một lần trong tháng. Vào ngày Chủ nhật chúng tôi sinh hoạt gì? Chúng tôi tạo một cái diễn đàn cho những người thích bonsai đến và đã học hỏi lẫn nhau. Ví dụ một người đến thì họ mang một cây đến, thì ban kỹ thuật ngồi chung lại với nhau hội luận về cái cây đó, cùng nhau để làm cái cây bonsai đó. Hội Cây Kiến Việt Nam cứ mỗi tháng thì chúng tôi họp nhau một lần, và có cái website là hội cây kiến Việt Nam USA.com cùng với số điện thoại là 949-331-4050. Xin mời tất cả các bạn nếu có những cái ý kiến hay những cái đóng góp, hay là có thể lên trên website đó đọc bản tin ở đó, thì sẽ đến với hội chúng tôi để sinh hoạt. Một lần nữa xin chào tất cả các bạn.